Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đi với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Sáng ngày 11 tháng 3, theo giờ Việt Nam, trang cá nhân của cố nghệ sĩ Trí Tài bất ngờ có cập nhật mới khiến khán giả chú ý. Được biết, hiện tại, ca sĩ Phương Loan đang là người quản lý trang này. Cô đã đổi ánh bia là hình đôi mắt, hướng về chồng đang ở thiên đường hình ảnh cặp vợ chồng 33 năm gắn kết này đã cách biệt âm dương khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Theo lời ca sĩ Phương Loan, hôm nay chính là ngày tròn 3 tháng nghệ sĩ trí tài qua đời. Cô xúc động nhắn gửi, hôm nay đúng 3 tháng anh ra đi, em vẫn nhớ anh mỗi ngày. Không chỉ thế, trên bức ảnh, ca sĩ Phương Loan còn mượn lời bài hát gửi đến người chồng quá cố. Anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Trong lòng em từng ngày vẫn nhớ đến anh. Em đã yêu, em sẽ mãi mãi yêu anh từng lời nhắn gửi của ca sĩ phương loan dành cho cố nghệ sĩ trí tài khiến khán giả vô cùng xót xa lúc sinh thời cố nghệ sĩ trí tài là người đàn ông rất yêu thương và hết lòng cưng chiều ca sĩ phương loan nghệ sĩ trí tài ra đi để lại nỗi đau và mất mát lớn cho ca sĩ phương loan được biết hiện tại mỗi tuần ca sĩ phương loan đều đến nghĩa trang nơi cố nghệ sĩ trí tài an vị để trò chuyện và tâm sự với chồng cho vơi nỗi nhớ thương sau khi nghệ sĩ trí tài đột ngột qua đời vì đột quỵ ca sĩ phương loan đã dần cân bằng lại cuộc sống trong một lần nhắn tin trò chuyện cùng bạn thân, ca sĩ Phương Loan cho biết cô luôn duy trì thói quen ra thăm người chồng quá cố vào cuối tuần. Theo đó, hình ảnh vợ cố nghệ sĩ trí tài gửi nụ hôn gió về phía di ảnh người chồng 33 năm gắn kết được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Hành động của ca sĩ Phương Loan dành cho cố nghệ sĩ trí tài gây xúc động mạnh. Mặc dù không sinh con, nhưng vợ chồng nam danh hài vẫn có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc và trở thành một trong những cặp đôi đứng ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz. Trước đó, ca sĩ Phương Loan và gia đình đã gửi tiền phúng điếu gần 2 tỷ đồng trong tang lễ nghệ sĩ trí tài về cho nghệ sĩ Hoài Linh. Theo lời anh trai nghệ sĩ trí tài, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ giúp đỡ gia đình thực hiện di nguyện còn dang dở của người đã khuất. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.